Hello, hôm nay mình chơi game Thundertone. Game cũng hay và rất dễ thương. Và nội thất nhà cũng đẹp hơn và xịn hơn nữa nè. Nhưng ở đây còn có trường học nữa hi hi. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi học. Nhưng nhận xét cảm ứng thì tàu cơ mượt hơn. Xịt nước khoáng. Tắm thôi. Hiệu ứng nước phun ra cũng đẹp nữa, nhìn phê. Thay đồ nè, soạn cặp nữa. Nấu ăn thôi. Nhưng sao nuốt luôn cái vỏ chai vậy? Tủ đựng của mình nè, nhìn xịn. Hãy lùa các em. Tiết đầu học toán nhé, Quỳnh Anh lên làm nào. Được em làm tốt lắm, 10 điểm. Tiết sau các em học bồi dưỡng theo thầy. Đèo bếp vô. Hôm nay học vui ghê. Nhớ đăng ký kênh Quýt nha. Cảm ơn mọi người hi hi.